Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, kính chào quý đệ tử Đức Chúa Trời, dạ, kính chào quý mục sư, quý cô bác anh chị. Cảm tạ Chúa ngày hôm nay, quý đệ tử Chúa đến cùng thờ phượng, tôn vinh thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa, nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban phước và đầy ơn ở trên quý đệ tử Chúa. Amen. Amen. Dạ thưa quý đầy tớ Đức Chúa Trời, dạ thưa quý cô bác anh chị, ngày hôm nay Hội Thánh Chúa sẽ cùng học một cùng suy gẫm một phân đoạn Kinh Thánh để được học, đó là một sứ điệp, đó là sự sức dầu. Và thế nào là sự được sức dầu và mất sự sức dầu? Được sức dầu thì những điều tuyệt vời nào đến, và mất sự sức dầu thì sẽ phải học bài học như thế nào? Dạ, dạ kính mời toàn thể quý đầy tớ Đức Chúa Trời, quý cô bác anh chị, dạ cùng đứng dậy và cùng đọc ở trong Samuel nhất 16 từ câu 1 cho đến câu 14. Dạ, dạ Kinh Thánh Samuel nhất 16 từ câu 1 cho đến câu 14. Với chủ đề là được sự sức dầu và mất sự sức dầu. Dạ, dạ trân trọng kính mời quý hội thánh ngẩng đầu đứng lên, ta sẽ cùng học lời Đức Chúa Trời. Tôi xin phép đọc một câu và quý hội thánh cùng đọc câu tiếp theo. Xin phép đọc câu 1 và quý đệ tử Chúa, quý hội thánh câu tiếp theo là câu 2 theo trình tự. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: ngươi buồn rầu về việc Sa-ul cho đến chừng nào ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua Israel nữa. Hãy đổ đầy sừng dầu của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Isai, người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. Samuel thưa rằng: làm sao tôi đi đó được? Nếu Saul hay thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: hãy đem theo ngươi một con bò cái cơ, và nói rằng: tôi đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ mời Isai dự tế, ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, rồi ngươi sẽ nhân danh ta sức dầu cho kẻ ta chỉ cho ngươi. Samuel làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình và đi đến Bethlehem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối, chẳng có người mà hỏi rằng: có phải ông đến đem bình an chăng? Người đáp rằng: bình an. Ta đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt tế lễ với ta. Người cũng dọn Isai và các con người cho thanh sạch và mời đến dự tế. Khi chúng đến, Sa-mu-ên thấy Eliab, bèn thầm rằng: quả hẳn kẻ trình sức dầu của Đức Giê-hô-va đang ở trước mặt ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Isai liền gọi Abinadab và nhiều người đi qua trước mặt Sa-mu-ên. Nhưng Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người này. Isai diệu Sa-ma đi ngang qua. Nhưng Samuel nói: Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này nữa. Isai hiểu và gọi con trai mình đi qua trước mặt Samuel như vậy. Thì Samuel nói cùng Isai rằng: Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó. Đoạn Samuel nói cùng Isai rằng: hết thảy con trai ngươi là đó sao? Isai đáp rằng: hãy còn đứa út, nhưng nó đi chăn chiên. Samuel nói: hãy sai gọi nó,
chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy ý sai mặt mặt là một phòng con mắt xinh đỉnh và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng ấy là nó, hãy đứng dậy sức dầu cho nó. Sa-mu-ên lấy sừng dầu sức cho người ở giữa anh em người. Từ đó về sau, thần Đức Giê-hô-va cảm động David. Sa-mu-ên đứng dậy đi về Rama. Thần của Đức Giê-hô-va nhờ khỏi Sa-mu-ên. Đức Giê-hô-va bèn khiến một tấm hẳn với mất người. Quý lạy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa, chúng con yêu mến lời Ngài và Đức Thánh Linh của Ngài. Lạy Chúa, chúng con đang ở trước mặt Ngài, chúng con khao khát lời của Ngài. Nguyện xin khi lời của Ngài được sao giảng ra, thì quyền năng, dấu kỳ, phép lạ, tình yêu và những sự chúc phước kèm theo lời của Ngài đến với mỗi một chúng con. Bởi đức tin chúng con nhận lãnh lời của Ngài bởi Thánh Linh là thần lẽ thật mang đến cho chúng con. Chúng con chúc tạ Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Kính mời Thánh đồng ngồi ạ. Dạ, thưa quý đầy tớ Đức Chúa Trời, dạ, thưa quý cô bác, anh chị, đặc biệt là những đầy tớ Chúa, đặc biệt là những đầy tớ Chúa đã trăn bày, đang trăn bày, thì rất hiểu cái tâm tình của một người mà đã chăm sóc, đã yêu thương, đã huấn luyện, những con chiên của Chúa giao cho. Nhưng mà rồi cuối cùng những cái người đó, giống như trong Kinh Thánh chép trong cái phân đoạn này, có một thời kỳ, có cái giai đoạn, thời điểm Sa-mu-ên rất buồn vì Sa-u-lơ, rất buồn vì Sa-u-lơ. Sa-u-lơ là một người rất đẹp, cao lớn, dũng mãnh, và là người được Đức Chúa Trời chọn đầu tiên làm vua. Nhưng mà rồi Sa-u-lơ yêu Chúa, Sa-u-lơ cũng vâng phục Chúa, nhưng mà Sa-u-lơ lại không vâng phục Chúa trọn vẹn. Sa-mu-ên, tiên tri Sa-mu-ên bảo Sa-u-lơ là khi mà chinh phạt kẻ thù, cái kẻ thù này phải tiêu diệt hết, kể cả chiên, bò, lừa, một là người đều phải tận diệt hết. Đây là những thứ rất là ô uế, gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng mà Sa-u-lơ đã làm, nhưng mà không làm 100%. Ông giết hết những cái con gầy yếu xấu, nhưng ông giữ lại những con tốt. Kẻ thù ông giết hết, nhưng mà ông lại giữ lại vua của nó. Và cái điều đó đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời và đã đánh mất sự sức dầu. Và lúc này Sa-mu-ên rất buồn về việc sau đó. Hôm nay với sứ điệp chủ đề là được sự sức dầu và mất sự sức dầu. Dạ. Về trước, kính mời quý đầy tớ Đức Chúa Trời, quý cô bác anh chị học về được sự sức dầu. Được sự sức dầu thì những điều tuyệt vời, thiên thượng, những phước lành như thế nào đến với người được sự sức dầu. Dạ. Và đầu tiên, Chúa nói, bây giờ hãy chuẩn bị, hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Đi đến Isai người Bethlehem, và trong cái gia đình đó thì ta sẽ chọn một người con để nhận sự sức dầu này. Tiên tri, thầy tế lễ và nhà vua là những người nhận sự sức dầu của Chúa. Còn cơ đốc nhân thời nay, mỗi người tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, tiếp nhận Đức Chúa Thánh Linh vào,
thì mỗi một cơ đốc nhân đều được nhận sự sức dầu từ Chúa. Amen. Tất cả cơ đốc nhân đều là những người được nhận sự sức dầu của Chúa. Dạ. Và đây, dạ cùng học phân đoạn Kinh Thánh này. Đầu tiên, Chúa chỉ tỏ cho tiên tri Samuel không phải là đổ đầy sưng dầu lại xuất cho một người con của Saul. Có đúng không ạ? Thường thường thì rất nhiều bộ phim, rất nhiều câu chuyện, người cha làm vua thì người con tiếp tục làm vua. Có đúng không ạ? Kế nghiệp làm vua. Có đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà đối với Chúa thì không phải như vậy. Chúa lại tìm những con người đẹp lòng Đức Chúa Trời để Ngài sức dầu, lựa chọn những chức vụ, những sứ mạng của Ngài. Không phải là giống như là ở ngoài thế tục kia, người cha làm vua thì người con, những vương tử, hoặc là nếu không có vương tử thì những, có những công chúa thì sẽ trở nên những nữ hoàng. Nhưng mà ở đây có một điều, đó là Chúa nói rằng: "Ấy Samuel, con đừng buồn về chuyện đó. Con đừng buồn về cái chuyện đó nữa. Bây giờ ta sẽ có một sự sức dầu. Saul được sức dầu bằng một ve rất nhỏ nhé. Nhưng mà bây giờ Chúa lại nói là chuẩn bị một sưng dầu. Một cái sừng, quý vị có biết? Một cái sừng mà con rất đổ rất nhiều dầu ở đó. À, và dầu thánh của Chúa để sức. Và hãy đổ đầy một sừng dầu ở đó và đến Bethlehem. Và trong vòng các con trai của Isai, ta đã chọn một người để làm vua. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, đây là một điều rất là đặc biệt. Không phải là Chúa lựa chọn những người ở trong hoàng cung, hoàng tộc, hoặc là những người rất là danh giá, cao trọng, có địa vị ở trong hoàng gia để kế tục cái sự cai trị trên dân Israel. Nhưng mà lại Ngài lại bảo tiên tri lại đổ đầy một sừng dầu để đi đến một nơi đó, tại một gia đình đó, không phải trong hoàng tộc để sức dầu. Nên thưa quý đệ tử Chúa, nên thưa quý cô bác anh chị, mỗi một quý vị ở đây cũng là đối tượng để cho Đức Chúa Trời sức dầu. Amen. Amen. Quý vị, cho dù đang ở đâu, đang ở trong vị trí nào, trong hoàn cảnh gia đình như thế nào, hoặc là vị trí ra làm sao, nếu quý vị khao khát được phụng sự Ngài và làm hoàn tất mà sứ mạng Ngài đặt để, Ngài khao khát sự sức dầu, thì sự sức dầu của Đức Chúa Thánh Linh sẽ đến ở trên quý vị. Amen. Sẽ đến trên quý vị. Amen. Và cảm ơn Chúa là Samuel đã đổ đầy sừng dầu đó và đi đến Bethlehem tìm đến nhà của Isaac. Của nhà của Isaac. Dạ. Và tiếp theo có một điều rất là đặc biệt. Đó là tiên tri Samuel là người của Đức Chúa Trời, là người được sức dầu của Đức Chúa Trời, là nghe tiếng của Đức Chúa Trời, và ông đi đến cái thành đó. Quý vị biết, người của Đức Chúa Trời cũng rất là được tôn trọng. Người mà được sức dầu của Đức Chúa Trời cũng rất là được tôn trọng. Người mà được Đức Chúa Trời sai phái, sai đi, thật ra cũng rất có thẩm quyền và được tôn trọng. Amen. Và khi Chúa bảo ông là hãy dẫn một con bò cái tơ và nói rằng đến cái nơi đó để dâng tế lễ, rồi mời các trưởng lão, mời gia đình của Isai và các con đến dự tế. Và ông làm theo. Samuel làm theo điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán cùng mình và đi đến Bethlehem. Nhưng trưởng lão thành ấy lấy làm bối rối. Quý vị có thấy điều này đặc biệt không? Có thấy đặc biệt không ạ? Điều này rất đặc biệt từ quý đệ tử Chúa. Điều này xảy ra rất nhiều, rất thường xuyên đối với Hội Thánh Ngôi Lời cũng như là chức vụ của chúng tôi đặc biệt. Chúng tôi đi có những sự huấn luyện bồi linh ở một số các Hội Thánh Chúa và một số nơi. Mà khi mà đệ tử Chúa đến, thật sự là rất nhiều các trưởng lão, rất nhiều người và chạy đến bối rối và nói: "Có bình an không? Có bình an không?" Bởi vì quý vị có biết, khi mà trong chức vụ, trong linh vụ,
có rất nhiều cái sự cầu nguyện giải cứu chữa lành. Có đúng không ạ? Có rất nhiều cái cầu nguyện giải cứu chữa lành. Có rất nhiều người không dám tham dự. Thật sự mà nói như vậy. Có, cũng có rất nhiều người thích tham dự, nhưng cũng có rất nhiều người không dám tham dự. Trong danh Chúa Giêsu, tôi nói ở trong chức vụ, trong linh vụ, có rất nhiều người không dám tham dự cầu nguyện. Có quá nhiều cái điều bất an hoặc những cái điều sợ biểu lộ, sợ bày tỏ ra. Bởi vì khi một tiên tri, khi một đầy tớ của Đức Chúa Trời đến một nơi nào đó thì thường phóng thích, khai phóng lẽ thật và năng quyền của Đức Chúa Trời. Và khi Samuel đến thì các trưởng lão bối rối là không biết ông công bố lời gì, lời bình an hay là một lời gì, chạy đến bối rối lắm và nói: thưa người của Đức Chúa Trời, thưa tiên tri Samuel, có bình an không? Và ông nói: bình an, bình an. Cảm ơn Chúa. Và ông nói: ta đến, ta dâng một tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời. Các ngươi hãy dọn mình thanh sạch đến ăn thịt với ta. Ngươi cũng hãy dọn cho Isai và các con trai người. Ở đây ông nói ai à? Các trưởng lão này, ông Isai này và các con trai của ông. Các con trai là gồm hết thảy các con trai, đúng không ạ? Gồm hết những con trai của ông đều đến. Và mọi sự đều như vậy, đúng là như vậy, và được sắp xếp. Khi được mời đến ăn tiệc, thì khi đến và Samuel thấy Eliab, bèn thầm rằng: quả hẳn đây là kẻ chịu sức sự, đây là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va, chắc là đang ở trước mặt ta. Nhưng mà Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: chớ xem bộ dạng và hình vóc cao của nó, vì ta đã bỏ nó rồi. Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người thì nhìn xem bên ngoài thôi, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong tấm lòng. Đây là một cái câu mà nhắc nhở tất cả chúng tôi, gia đình chúng tôi, hội thánh Chúa, cũng như tất cả quý đầy tớ Chúa và dân sự Chúa. Nếu mà loài người cứ nhìn như cách của loài người thì không bao giờ đẹp lòng được Đức Chúa Trời đâu. Bởi vì loài người chỉ nhìn theo cái cách giới hạn và nhìn chỉ biết bề ngoài thôi, còn Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Amen. Có trang điểm, có thẩm mỹ, có bất kỳ cái hình thức nào đi nữa thì chỉ là bề ngoài thôi. Con người chỉ là giới hạn thôi, không bao giờ có thể nhìn và biết như đứng vô hạn được. Cái sự sức dầu phải bắt đầu từ khao khát và đón nhận từ bên trong. Kinh Thánh cũng nói rằng: hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi tấm lòng đó mà ra. Nên Chúa nhìn thấy trong tấm lòng. Nên đầu tiên Samuel nghĩ: ồ, có phải người cao to đẹp hình thức này đáng được Chúa sức dầu làm vua không? Chúa nói: không, con bỏ cái điểm đó đi. Cái cách con nhìn là nhìn bề ngoài, nhưng mà ta là nhìn trong tấm lòng. Ta là nhìn trong. Có những lúc vợ chồng chúng tôi quỳ xuống khóc với Chúa và khóc với nhau. Chúng tôi bước đi theo Chúa, ngày hôm nay cầu nguyện cho bữa ăn tiếp theo. Có những lúc Chúa kêu gọi chúng tôi sẵn sàng để cho con, ba đứa con của mình trong một cái phòng nhỏ, một năm không học hành gì. Chúng tôi cứ bước đi với Chúa và chúng tôi nói, vợ chồng tôi nắm tay nhau và nói: thưa Chúa, Ngài là tất cả của chúng con. Đến ngày hôm nay cũng vậy và mãi mãi cũng vậy. Chúng tôi chỉ có tấm lòng với Ngài. Con người quá khứ quá tội lỗi sai trật,
không có một cái gì xứng đáng với Ngài. Khi Ngài thương xót cho đến trước mặt Ngài để phục vụ Ngài, chúng con chỉ có một tấm lòng với Ngài thôi. Và cảm ơn Chúa, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng. Nhìn thấy tấm lòng. Có nhiều người, Chúa nói, nhảy múa, ca hát, dâng tế lễ, làm rất nhiều điều, nhưng Chúa nói, lòng của nó xa cách ta lắm. Và Samuel tưởng là như vậy là người này xứng đáng sức giàu. Nhưng mà Chúa nói không. Đó là điều ta bỏ. Đó là bề ngoài, nhưng mà ta nhìn thấy trong tấm lòng nó chưa sẵn sàng cho điều đó, chưa phù hợp cho điều đó. Và cứ tiếp tục như thế. Isai rồi gọi Abinadab, rồi tiếp tục, rồi Sama, rồi tiếp tục như vậy, cứ đi qua. Không có ai ở trong cái lúc mà chú gọi đó, trong cái bữa tiệc đó, và không có ai. Samuel lúc này mới bối rối, phải hỏi. Samuel nói cùng Isai rằng: hết thảy con trai ngươi đó sao? Ông này chính thức không phương phục Chúa, cũng không phương phục Chúa. Bởi vì tiên tri Samuel bảo với các trưởng lão, đúng không ạ? Là các ông hãy đến, rồi nói với Isai, rồi bảo Isai dâng hết tất cả các con trai. Có đúng không ạ? Nhưng mà ông có dâng hết không ạ? Không. Chưa. Samuel hỏi Isai rằng: hết thảy con trai ngươi đó sao? Isai đáp rằng: Hãy còn đủ. Nó đi chặn chiền. Nó không đáng đến giữa cái bàn này. Nó phải làm những cái công việc hôi hám ngoài kia kìa, chăn bày ngoài kia. Nó là nhỏ nhất, nó là yếu nhất, nó là tầm thường nhất. Nó không đáng. Tôi có nghe là ông nói là gọi các con trai về, nhưng mà có thằng út nó không đáng. Nó bé nhất, nó nhỏ nhất, nó dễ sai bảo nhất, nó dễ bị nó dễ phục tùng nhất. Nó phải làm cái công việc bình thường nhất, đó là đi chăn chiên cho cả gia đình, đi làm cái công việc cho cả gia đình. Thưa quý đệ tớ Đức Chúa Trời, thưa quý cô bác anh chị, điều thứ nhất quý vị vừa được nghe đó là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn sức giàu không nhất thiết phải ở trong hoàng tộc, đúng không ạ? Không phải là các thương gia, đại gia, hay là các doanh nhân, hay là những người nổi tiếng. Nhưng mà kể cả một gia đình bình thường trong chương trình của Chúa, và Chúa đều có thể kêu gọi. Amen. Chúa đều có thể kêu gọi. Giống như trong gia đình Isai, Chúa lựa chọn một trong những người con làm vua của Israel. Thứ hai nữa, nếu mà quý vị được Đức Chúa Trời chúc phước cho mái tóc đẹp, làn da đẹp, chiều cao, dáng đẹp, rồi mọi ân tự, rồi nhiều khả năng năng khiếu là tốt, nhưng mà điều đó chưa phải là điều quan trọng đối với Chúa nhất. Điều quan trọng đối với Chúa đó là tấm lòng. Amen. Phải có tấm lòng. Phải có tấm lòng đối với Chúa. Tấm lòng đối với Chúa để đón nhận sự sức giàu của Ngài. Tiếp theo, cái đứa út là nhỏ nhất, bé nhất, thấp kém nhất, dễ sai bảo nhất, dễ đầu phục nhất, làm công việc tầm thường nhất, nhưng đó là một sự lựa chọn. Nên đừng bao giờ nghĩ: Chúa ơi, con như thế này, con như thế kia, vị trí của con, công việc của con, con so với người này, con so với người kia. Nhưng Samuel nói: hãy gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến.
không ngồi ăn trước khi nó đến. Quá tuyệt vời hả? Khi mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn hả? Thì Ngài có sẵn sàng bắt đầu sự tôn trọng cũng đến. Cũng đến. Vậy Isai gọi người, mặt người hồng hồng, con mắt sinh lịch, hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel, ấy là nó. Thưa quý đầy tớ Đức Chúa Trời, thưa quý cô bác anh chị, quý vị có tin một trong tất cả chúng ta và một trong tất cả chúng ta là một trong những người, và chúng ta tin rằng ở trong tất cả chúng ta cũng là người được Đức Chúa Trời lựa chọn để sức dầu không ạ? Quý vị có amen điều này không ạ? Chỉ cần tấm lòng của quý vị khao khát, bởi vì Chúa Giê-xu Christ đã đến để lựa chọn quý vị, không phải là chúng ta lựa và chọn Ngài, nhưng mà Ngài lựa chọn và lập chúng ta. Ngài muốn sức dầu bằng Đức Thánh Linh và quyền phép của Ngài ở trên mỗi một chúng ta. Và Chúa nói ấy là nó. Quý vị trong đức tin, quý vị hãy cùng nói: đối tượng mà Ngài lựa chọn để sức dầu ấy là con. Xin cùng nhau nói: đối tượng mà Đức Chúa Trời lựa chọn để sức dầu ấy là con. Amen. Bởi lời nói đức tin. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con một của Ngài, vì hết thảy chúng ta đã ban con ấy, lẽ nào không ban mọi sự cùng với con hay sao? Amen. Quý vị có Đức Chúa Con, quý vị có tình yêu của Ngài, có sự tha thứ, sự cứu chuộc, và Đức Thánh Linh đến mang sự thánh hóa, mang sự tái sanh, mang sự sức dầu đến ở trên quý vị để làm công việc của Ngài. Quý vị, amen. Amen. Làm công việc của Ngài. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng ấy là nó. Hãy đứng dậy, sức dầu cho nó. Hãy đứng dậy, sức dầu cho nó. Wow. Samuel đang ngồi. Có đúng không ạ? Samuel đang ngồi. Và Chúa nói hãy đứng dậy để sức dầu. Hãy đứng dậy để sức dầu. Người được sức dầu cũng được Đức Chúa Trời tôn quý. Ông có thể ngồi ở đó và bảo David đến đây quỳ xuống để ta sức dầu cho. Nhưng mà Đức Chúa Trời sức dầu cho một người làm lãnh đạo Israel. Chúa phán với Samuel, hãy đứng dậy sức dầu cho. Samuel lấy sừng dầu sức cho người ở giữa các anh người. Từ đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Quý vị, hãy quý đầy tớ Đức Chúa Trời, hãy cô bác anh chị, quý vị hãy nghe từ này mà để cảm tạ Chúa. Khi sự sức dầu của Đức Chúa Trời đến thì thân của Chúa cũng đến. Amen. Thân của Chúa cũng đến. Và đây là cái câu chìa khóa, đây là phước lành để quý vị thấy được. Từ một người trong một gia đình không phải là vương gia, không phải là một gia đình danh tiếng hay là địa vị rất lớn trong xã hội, một gia đình rất bình thường ở Bethlehem, nhưng mà Chúa có chương trình để lựa chọn một trong những con trai của Isai là David làm vua. Cho dù ông là người nhỏ nhất, ông làm công việc thấp nhất trong gia đình, đó là chăn bầy chiên, nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn người như David có tấm lòng, thưa quý đệ tớ Đức Chúa Trời, thưa quý cô bác anh chị, vua David là một người rất rất là có tấm lòng với Đức Chúa Trời. Ông ca tụng Chúa, ông tin cậy Chúa. Khi kể cả bị gấu, bị sư tử mà tấn công bầy đàn, ông cũng cậy nhờ Chúa để đắc thắng. Đến khi ông làm vua, quý vị biết vua có bận rộn không ạ? Vua rất bận, cả một đất nước, cả một quốc gia để chờ cái mệnh lệnh. Mà một ngày ông cầu nguyện với Chúa 7 lần.
chứng tỏ tấm lòng của ông từ lúc ông còn chăn chiên, từ lúc còn rất là rất nhỏ, rất thấp hèn, thì ông đã có tấm lòng với Chúa. Và Chúa nói ta chọn một người theo tấm lòng của ta, đúng là như vậy. Và sự sức giàu của Chúa đến khiến từ một kẻ chăn chiên, từ một người em út, từ một kẻ chăn chiên trở nên gì ạ? À? Trở nên nhà vua. Sự sức giàu thay đổi như vậy. Quý vị có tin sự sức giàu đến thay đổi mọi hoàn cảnh không ạ? Quý vị còn nhớ người đàn bà quá mà chuẩn bị hai đứa con bị bắt đi không? Vì đói nghèo, vì nợ nần không? Đúng ạ? Khi mà Chúa nói, khi mà Chúa phán là nhà ngươi còn gì không, bà nói chỉ còn cái bình không ấy. Đúng ạ? Và khi sự sức giàu đến, và đầy giàu như vậy, từ cái bình rất nhỏ có thể đổ đầy các bình khác, bà trở nên rất là giàu có. Bà bán dầu đi để trả nợ mà còn rất nhiều dầu để nuôi mình trong sự phong phú nữa. Sự sức giàu thay đổi mọi hoàn cảnh, bẻ gãy mọi sự đói nghèo. Sự sức giàu từ một người út trong nhà, từ một người rất bình thường không được mời đến bữa ăn, nhưng mà sự sức giàu của Đức Chúa Trời đến từ một người chăn chiên rất bình thường như thế, từ một người con út làm những công việc tầm thường như thế, trở nên nhà vua. Hallelujah. Amen. Đó là cần phải sự sức giàu. Amen. Tất cả mỗi một chúng ta cần sự sức giàu của Chúa. Amen. Bởi vì cái sự sức giàu đến và thân của Đức Chúa Trời cũng đến. Amen. Không bởi quyền phép, cũng chẳng bởi năng lực, nhưng bởi thân của Đức Chúa Trời. Amen. Tất cả mỗi một chúng ta từ nay cho đến ngày gặp Chúa đều cần sự sức giàu và thần của Chúa. Amen. Đó. Thần của Chúa đến thay đổi mọi hoàn cảnh. Amen. Hôm qua chúng tôi bồi linh 3 ngày ở Quảng Ninh. Quá nhiều điều mầu nhiệm, quá nhiều điều siêu nhiên tuyệt vời xảy ra. Quá nhiều bệnh tật và áp chế được chính Đức Thánh Linh giải phóng trong sự sức giàu của Ngài. Quá nhiều điều siêu nhiên được xảy ra. Và rất nhiều điều siêu nhiên được xảy ra. Và chúng tôi đến đó, 3 năm trước tôi đến giao giảng và rất nhiều lời tiên tri được công bố. Bây giờ những lời đó đều thành toàn hết. Cảm ơn Chúa thành tín trong sự sức giàu của Ngài. Amen. Vì thấy đầu tiên sự sức giàu có tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời. Thay đổi mọi hoàn cảnh. Amen. Nâng địa vị. Trở nên người cao trọng, trở nên từ một người chăn chiên trở nên lãnh đạo của Israel. Amen. Và David được tôn trọng đến mãi. Thời nay cờ của David là cờ của dân tộc Israel. Đó là sự sức giàu. Không ai được thờ ơ với sự sức giàu. Và một đầy tớ Chúa, một học trò lớn của và là con trai của một sư Nico, một sứ giả phấn ưng của Indonesia, và ông nói rằng quý vị có thể thỏa mãn mọi điều, có thể thỏa lòng mọi điều, nhưng mà sự khao khát Đức Thánh Linh đừng bao giờ ngừng khao khát. Amen. Đừng bao giờ nói tôi đủ rồi, tôi thỏa mãn rồi, không bao giờ. Sự sức giàu thêm hơn, Chúa nói rằng Ngài sẽ rót nước trên kẻ khác. Tại khao khát Thánh Linh. Và điều tuyệt vời đã xảy ra. Từ một gia đình không phải dòng dõi vương gia quý tộc, từ gia đình Isai, Chúa lựa chọn một người còn út nhất, chăn chiên, bình thường nhất, có tấm lòng yêu Chúa, làm vua, và được sức giàu thân của Chúa đến để giúp ông cai trị đất nước. Và tiếp theo, nếu ai mà thờ ơ với sự sức giàu, nếu ai từ chối sự sức giàu, nếu ai từ chối thân của Ngài, nếu ai từ chối, ai không muốn nhận sự sức giàu, thì đây là điều mà những người đó sẽ phải nhận. Thứ nhất là nhận sự sức giàu thì điều tuyệt vời nào đến. Và tiếp theo, từ chối sự sức giàu hay gọi là mất sự sức giàu thì những điều gì sẽ xảy đến. Và Saul là người bất tuân, cố chấp cũng như thờ thần tượng thôi. Và Saul bất tuân, Saul đã mất đi sự sức giàu. Quý vị hãy nghe Kinh Thánh nói, hãy nghe Kinh Thánh nói, hãy nghe lời của Đức Chúa Trời. Khi Saul mất sự sức giàu, khi thần của Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi Sau-lơ, Đức Giê-hô-va khiến một ác thần
khuấy người. Khi Thánh Linh, thần của Đức Chúa Trời mà đã rời đi, đã mất sự sức dầu, thần của Ngài đã rời đi, thì ác thần nó sẽ đi vào. Sau lơ vẫn là vua, thưa quý vị, vẫn có ngai nước, vẫn có quân đội, vẫn có các cung tần mỹ nữ, có vàng bạc, quân đội tài chính, có danh tiếng, có uy quyền, nhưng mà đã mất sự sức dầu nhá, đã thần của Chúa đã lìa đi, thì ác thần đi vào, thì sau lơ trở nên một người loạn thần hay là tâm thần mà thôi, có đúng không ạ? Không còn kiểm soát được nữa. Mất sự sức dầu là mất sự bảo vệ thuộc linh. Đó là ác thần vào trong cuộc đời của Saul. Và quý vị biết rồi, Saul trở nên rất dữ tợn. Và một ngày, Saul mất, các con trai mất, quân đội mất, đế chế mất, mất hết trong một ngày trong tay kẻ thù. Nên thưa quý đệ tớ Đức Chúa Trời, thưa quý cô bác anh chị, có rất nhiều điều mà cơ đốc nhân cần. Cần sức khỏe, cần tình yêu, cần hạnh phúc, cần có rất nhiều điều. Nhưng có một điều tôi ao ước, tôi khao khát, quý hội thánh Chúa, quý đệ tớ Chúa và dân sự Chúa hãy khao khát sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Sự sức dầu của Chúa đến thay đổi mọi địa vị. Thần của Chúa đến từ một David chăn chiên trở nên một vị vua của Israel. Còn mất sự sức dầu, thần của Chúa lìa khỏi người đó, thì một ác thần nó đi vào. Ngày mai sẽ có người bắt đầu hội thánh ngôi lời chăm sóc những người nữ tự kỷ, trầm cảm, loạn thần. Bắt đầu khắp nơi, bắt đầu người ta gửi về. Quý vị ạ, khi một ác thần nó vào, nó hành hạ con người đó là khổ vô tận. Không biết nó nói với người đó cái gì và làm cái điều gì. Và chỉ có thần của Đức Chúa Trời mới giúp đỡ được. Amen. Chỉ có thần của Đức Chúa Trời mới có thể giải phóng, giải cứu và chữa lành cho những người bị ác thần ta. Amen. Như vậy, xin tóm tắt lại sứ điệp này. Sứ điệp này là được sự sức dầu thì có thể khiến một David con út, người chăn chiên, trở nên người chăn dân Israel làm vua. Amen. Còn một người mất sự sức dầu thì đang làm vua của Israel, trở nên một người loạn thần tâm thần, đi tà thần vào mà, có đúng không ạ? Sẽ không bao giờ kiểm soát nữa. Và đã mất sự sức dầu, thần của Chúa lìa đi, khi ác thần nó vào, từ tính cách, từ tâm tánh, và đến cả sự sống, có khi cũng không còn. Có bao nhiêu người loạn thần, và cuối cùng họ đã tự sát. Nên thưa Chúa, sự sức dầu của Thánh Linh của Chúa rất là quan trọng cho mỗi một chúng con, cho mọi chức vụ, cho mọi hoàn cảnh, cho mọi cơ đốc nhân. Chúng con cần nhận được sự sức dầu của Đức Thánh Linh Ngài. Chúng con khao khát sự sức dầu của Thánh Linh Ngài. Sức dầu liên tục, Ngài bảo lưu, Ngài gia tăng sự sức dầu đó liên tục mà không bị mất đi. Amen. Amen. Giờ này chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy để cầu nguyện để Chúa sức dầu ở trên mỗi quý đệ tử Chúa, quý cô bác anh chị trong giờ phút này. Chúng ta sẽ đến với Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.